hay chết hay không? Theo tôi là không. Bởi vì sao? Giống như Norman Cousin đã từng nói, bi kịch của cuộc đời không phải là cái chết, mà là khi tâm hồn chết thì ta hãy còn sống. Và tôi, Đinh Thị Nhi, thuộc trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, đã nhận thức ra được những chiêm nghiệm của cuộc sống thông qua cuốn sách Ai Sẽ Khóc Khi Bạn Lìa Xa. Và đây chính là cuốn sách được do ông Robin Sharma đã viết để giúp cho hàng triệu người trên thế giới học lại cách tập trung vào những điều đáng giá và sống một cuộc sống đơn giản, đầy niềm tin và hạnh phúc. Cuốn sách này đã nói là những chia sẻ chân thật của ông lẫn triết gia, tác giả, doanh nhân mà ông đã từng tìm hiểu, đã từng tiếp xúc qua. Đây là đúc kết của những bài học giá trị về sự tinh tế, lịch sự, sự bao dung là vị tha. Bạn sống, bạn tạo ra những giá trị, những di sản trên thế giới để lại cho các thế hệ sau. Bạn đã in dấu trong tâm trí của hàng triệu người, của thế hệ của mọi người hay chỉ là bạn thân, người thân trong gia đình của bạn. Nhưng rồi khi bạn mất, bạn sẽ nở một nụ cười mãn nguyện trong khi tất cả người ngoài kia đang khóc sụt sùi nước mắt dài ngắn để tưởng nhớ về bạn, hay là khi họ sẽ cười mãn nguyện hả hê với sự ra đi của bạn. Liệu bạn đã sống một cuộc đời đầy trọn vẹn hay chưa? Vì cũng giống như là câu chuyện trong đây vậy, bạn có thể thấy được rằng trong câu chuyện này chúng ta có tiêu đề là mỗi ngày hãy sống tử tế với một người không quen, cũng giống như ông lão trong câu chuyện này vậy. Ông đã sống tử tế và luôn mở lòng với tất cả người đi qua đây. Ông luôn cho họ nhiên liệu, xăng dầu. Nhưng đến một ngày nhiên liệu cạn kiệt thì đã xảy ra rất nhiều vụ đâm tàu. Và cũng như bất kỳ ai trong chúng ta vậy, khi muốn cho một người hạnh phúc thì mọi người xung quanh nhưng mà lại quên mất rằng chúng ta đã quên rằng là gieo cho những hạt giống hạnh phúc và nó sẽ bám rễ từ trong tâm hồn ta đi ra. Hãy làm những việc mà mình thích, hãy sống và bỏ qua những tạp âm, những thứ xấu xí khi đi, và hãy sống như thể là những ngày cuối cùng mà ta được sống vậy. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhiệm màu và được, và bạn sẽ hiểu được rằng quỹ thời gian của mỗi chúng ta là vô cùng ngắn. Chúng ta không thể biết được rằng ngày mai ta sẽ sống hay là chết đi. Ta hãy tận dụng những thời quãng thời gian quý giá đó để làm những điều mình thích, thỏa mãn mọi thứ nhu cầu, những thứ được xem là quan trọng đó, và để thỏa mãn đam mê của chính bản thân mình. Và tôi sẽ khẳng định với bạn một điều chắc chắn rằng đây sẽ là một cuốn sách đáng để bạn gói đầu giường, đáng để bạn tìm hiểu và đáng để trên kệ sách của chính ngôi nhà của bạn.